Khoảng một tháng qua, giá cá thác lát tại tỉnh hậu giang được thương lái mua ở mức 75.000 đến 80.000 đồng một ký. Với mức giá này sau khi trừ chi phí, người nuôi có lãi hơn 20.000 đồng một ký, khiến họ rất phấn khởi. Cá thác lát là một trong năm loại nông sản chủ lực của tỉnh hậu giang. Hiện toàn tỉnh có hơn 70 ha nuôi cá thác lát, tập trung nhiều ở huyện Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ. Nhiều hộ nông dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã nuôi cá thác lát với quy trình sản xuất khép kính từ sản xuất con giống, cung ứng thức ăn, liên kết bao tiêu đầu ra. Hậu Giang phấn đấu đến năm 2025, diện tích nuôi cá thác lát đạt 150 hecta với sản lượng 13.500 tấn. Nhờ ưu điểm thịt cá săn chắc, giòn, cá thác lát hậu giang và các sản phẩm chế biến từ loại thủy sản này đang được tiêu thụ mạnh không những trong nước mà còn được xuất khẩu.